Kỳ Hân cùng Mạc Hồng Quân hôn nhau say đắm trong lễ ăn hỏi. Như báo chí đã đưa tin, sáng nay ngày 15 tháng 6, lễ ăn hỏi của chân dài Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân chính thức được diễn ra tại quê nhà Sóc Trăng của cô dâu. Có lẽ đây là một trong những đám cưới của Sao Việt thu hút sự quan tâm của dư luận, vì trước đó cặp đôi này vướng phải không ít scandal. Trước đó do bận lịch thi đấu nên đến hơn 10 giờ sáng nay, Mạc Hồng Quân mới có mặt tại Sóc Trăng. Vừa đến nơi, anh cùng gia đình đã tất bật chuẩn bị để sang nhà Kỳ Hân làm lễ ăn hỏi cho đúng tục lệ. Sau bao sóng gió, cặp đôi Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân vẫn bên cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ của chú rể trong lễ ăn hỏi. Quyết định lập gia đình khá sớm, tuy nhiên siêu mẫu 9X không hề hối hận. Cặp đôi cùng trao nhau nhẫn cưới như lời hứa hẹn sống mãi bên nhau, cả hai liên tục dành cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Cùng xem thêm một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.